Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay xin giao lưu với anh em mình lô Nguyệt Quế nha, giá rẻ luôn nha anh em. Từ 450 cho tới 1 triệu ha. Đủ loại giá cho anh em mình lựa chọn luôn. Rất mong anh em ủng hộ ha. Rồi, mình vô cây đầu tiên luôn em ơi. Cây đầu tiên có mã số F1. Ây da, nó ngã nặng quá. Kép 1, cây này nó hơi nặng nha anh em. Phong cao ha. Rồi, quay về giờ thôi. Rồi, thông số luôn em. Quành nó là 31 quành. Cây này chiều cao cỡ 2m á anh em ơi. Cao khoảng 2m ha. Kính bầu là 40. Kính bầu 40 ha. Ở trên là cái tầng dù nha anh em. Thoát thân là cây này cỡ 1m8 á, 1m8 tới 1m7, 1m8 á. Rồi, cây F1. Cây F1 em xin giao lưu là 1.300.000. F1 ha, cây này 1.300.000 thôi. Em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn nha. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo ha, F2. Cây này nó già, nó gân guốc quá trời luôn anh em. Nó nu quá trơn ha. Nó già mà nó nu quá trơn nè anh em. Cây cực kỳ già luôn á. Đế khủng. Thế ha, cây này là chuẩn vô cây cổ đó. Dòng dòng cổ đó anh em. Trực lắc luôn nha, đế 24 giờ luôn. Rồi, thông số luôn, đế đặt nha. Quành ở đây là 39. 39 quành. Cao là 90. Cao 90 ha. Kính bầu là 43. Kính bầu 43. Cái này mã số F2 em xin giao lưu là 1.200.000. Cây F2 ha, 1.300.000 nha anh em. Bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn ha. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo ha. F3. Cây này nó cũng quái nha anh em. Nguyệt Quế ha. Quái cây ha. Rồi, thông số luôn. Là 26. 26 hoành. Quành đế nó là 86. Quành đế là 86 ha. Cao 64. Kính bầu là 34. Kính bầu 34 ha. F3 em xin giao lưu là 800.000. Rồi, cây F3 nha, cây này 800.000 nha anh em, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo. Theo cây F4 nha anh em. Cây tàn đa ha. Anh em mình cắt cây này, cắt bonsai đẹp nha. Có gọng chữ C đó ha anh em. Cái nhánh chủ của nó gọng chữ C nha. Rồi, thông số luôn. Là 39 hoành. Chiều cao là 70. Cao 70 ha. Kính bầu là 35. Kính bầu 35. Cây này F4 em xin giao lưu là 800.000. Cây F4 ha. Cây này 800.000 nha anh em, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo ha, F5. Cây này nó cũng quái cây lắm. Nó cũng chi cành nó cũng khá chuẩn cây bonsai nha anh em. Đóng cũng ok lắm á. Rồi, thông số luôn. Hoành là 24. 24 hoành. Cao là 75. Cao 75. Kính bầu là 33. Kính bầu 33 ha. Mã số F5 em xin giao lưu là 550.000. Cây này F5 ha, 550.000, bao ship cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo F6 ha. Bonsai ha. Cây này nó đâm chồi quá trời luôn anh em ơi. Đế cũng khá đẹp nha anh em. Rồi, thông số luôn. Hoành là 26. 26 hoành. Chiều cao là 73. Cao 73. Kính bầu là 30. Kính bầu 30 ha. Rồi, cây F6 xin giao lưu là 450.000. F6 nha, cây này 450.000 đó anh em. Bao ship cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây F7 nha anh em. Gọng lắc chữ C ha, chia cành đều nha, chia cành dày á. Rồi, thông số luôn. Hoành đó là 27. 27 hoành. Cao là 1m07. Cao 1m07. Kính bầu là 34. Kính bầu 34 ha. F7 em xin giao lưu là 750.000. Cây F7 nha, cây này 750.000 luôn anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo cây F8 nha. Cây này nó đâm chồi mạnh rồi nha anh em.
cây này về anh em mình gỡ bầu ra mình vô chậu luôn được này ha. Rồi thông số luôn. Hoành 21. 21 hoành. Cao là 97. Cao 97. Kính bầu là 31. Kính bầu 31 ha. Cây này mã số F8 em xin giao lưu là 450.000. Rồi F8 nha, cây này 450.000 luôn, bao ship cho anh em luôn ha. Rồi tiếp theo. Rồi, tiếp theo ha, cây F9 nha. Đó, phong gió lùa nha anh em. Rồi, thông số luôn. Hoành nó là 29. 29 hoành. Cao là 1m27. Cao 1m27. Kính bầu là 32. Kính bầu 32 ha. Cây này mã số F9 em xin giao lưu là 550.000. F9 nha, cây này 550 thôi anh em ơi, bao ship luôn anh em. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo ha, FM. Đó, cây phong bay gọng lắc chữ C nha anh em. Đó. Cây nhìn cũng khá khá quái ha. Đế cũng ok lắm á. Rồi, thông số luôn. Hoành là 32. 32 hoành. Cao là 1m15. Cao 1m15. Kính bầu là 40. Kính bầu 40 ha. Số là F10 xin giao lưu là 800.000. À, F10 ha, cây này 800.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn nha. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo ha, F13. F11 nha anh em. Đó, cây này nó đế nè. Đế một bên, thân nó cũng lắc theo cái đế nha anh em. Nó nhìn nó cũng quái quái cây lắm á. Rồi, thông số luôn. Hoành ở đây là 21. 21 hoành. Cao 93. Kính bầu là 42. Kính bầu 42 á. F11 xin giao lưu là 500.000. Ở cây F11 nha, cây này 500.000 bao ship luôn nha anh em. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha. Đó, F12 cái gọng lắc nha anh em. Đó, rồi thông số luôn. Quận này là 22. 22 ha, có con cỏ tính 20 thôi. Đó, hoành 20 được chiều cao 82 ha. Kính bầu là 31. Kính bầu 31 nha anh em. F12 xin giao lưu là 450.000. Cây F12 ha, cây này 450.000 nha, bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, F13 cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Đó. Cây này anh em cắt bonsai mình chơi cũng đẹp nha anh em. Cắt bonsai có cái phong dáng bonsai á, rộng chữ C á. Đó, hồi đầu luôn ha. Rồi thông số luôn. Hoành là 24. 24 hoành. Chiều cao là 1m13. Cao 1m13. Kính bầu là 33. Kính bầu 33 ha. F13 xin giao lưu là 600.000. Đó, F13 ha, cây này 600.000 thôi, bao ship luôn. Đó, rồi, mình cũng cây cuối cùng nha. Rồi chào khán giả cái luôn em ơi. Dạ, em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160.